Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty iCare Việt Nam. Em tên là Ngọc Linh, nhân viên nghiên cứu và phát triển của công ty. Và trong video hôm nay em sẽ chia sẻ đến với anh chị và các bạn về một vấn đề, đó là gà con cần gì để khỏe mạnh và phát triển tốt. Mọi người cùng xem video nhé. Video hôm nay em sẽ đi qua 3 nội dung chính, đó là về đặc điểm của gà con hiện đại, về điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch đường ruột. Đầu tiên, đặc điểm của gà con hiện đại thì nhờ vào những cái tiến bộ về mặt di truyền, về dinh dưỡng, về chăn nuôi v.v. cho nên là thời gian nuôi của gà thịt hiện đại đang ngày càng được rút ngắn hơn. Ví dụ như ở gà lông trắng á, thì cái thời gian xuất bán của nó dưới 42 ngày tuổi với trọng lượng là trên 2 kg. Với cái thời gian nuôi ngắn như vậy thì gà không có đủ thời gian để mà bù đắp lại những cái sai sót về mặt dinh dưỡng, về mặt quản lý. Vì vậy mà cái việc cung cấp cho gà con những thức ăn dễ tiêu hóa, những thức ăn chất lượng cao ngay cả trong giai đoạn ấm là điều rất quan trọng. Và gà con có cái hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, cái hệ tiêu hóa của gà con còn rất là non nớt, nhưng với những cái tiềm năng phát triển rất là nhanh của những cái giống gà hiện đại, cho nên là cái việc mà chúng ta tăng sức khỏe đường ruột của gà con, tạo cho gà con có một đường tiêu hóa khỏe mạnh để giúp nó hấp thu, tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng một cách tốt nhất là rất quan trọng đối với gà con, để cho nó có cái tiền đề phát triển tốt hơn ở những giai đoạn tiếp theo. Và về túi lồng đỏ thì gà con mới nở có một cái lượng dinh dưỡng dự phòng nằm ở trong túi lồng đỏ để đề phòng gà lúc đói và tăng cái khả năng sống sót của gà con trong những ngày đầu tiên của cuộc sống. Tuy nhiên, những cái giống gà hiện đại do cái khả năng phát triển rất là nhanh của chúng, ngay cả trong những quả trứng, cho nên là người ta nhận thấy rằng cái lượng dinh dưỡng ở trong túi lồng đỏ của những con gà hiện đại ngày nay ít hơn so với trước kia, cho nên mà càng nhấn mạnh hơn cái tầm quan trọng của việc cung cấp cho gà con những cái thức ăn chất lượng cao, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, đồng thời cũng nhấn mạnh hơn cái việc cái tầm quan trọng của cái việc tạo cho gà con một cái đường ruột, đường tiêu hóa khỏe mạnh để chúng tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng triệt để hơn, để bù đắp lại cái lượng dinh dưỡng bị thiếu hụt đó, đồng thời là hạn chế những cái gián đoạn về mặt tăng trưởng của chúng, để giúp cho gà con phát triển tốt hơn. Và sức khỏe tổng thể của gà con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sức khỏe đường ruột, tức là sức khỏe đường ruột đóng một vai trò rất là quan trọng trong sức khỏe tổng thể của gà. Vì vậy mà chúng ta cần tăng cường sức khỏe đường ruột thông qua những cách như là điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột và tăng cường cái hệ miễn dịch của đường ruột. Đầu tiên em sẽ nói về điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua hai cái cách, đó là giảm các tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc, và cách thứ hai đó là tăng các vi khuẩn có lợi. Đầu tiên nói về giảm các tác nhân gây bệnh thì anh chị có thể giảm ngay cả trong các khâu bảo quản nguyên liệu như là chống mốc hay là hấp phụ độc tố. Chống mốc là để ngăn ức chế cái sự phát triển của nấm men, nấm mốc để cho chúng không có sinh độc tố. Còn cái việc hấp phụ độc tố là thậm chí là thức ăn hay là nguyên liệu chưa bị mốc nhưng nó vẫn có khả năng có độc tố nấm mốc ở trong đó. Và ngoài cái độc tố nấm mốc thì còn có những cái độc tố sinh học khác như là độc tố của vi khuẩn, vân vân. Vì vậy anh chị có thể xem xét đến sản phẩm Canrona chứa calcium propionate được vi bọc lại để ức chế sự phát triển của nấm mốc, chắc này là chất chống mốc để bảo quản thức ăn. Hoặc là cái sản phẩm Canrona này nó được vi bọc cho nên là dễ sử dụng và không ăn mòn máy móc. Còn cái hấp phụ độc tố thì anh chị có thể xem xét đến sản phẩm Calibrin Z. Đây là sản phẩm hấp phụ đa độc tố, hấp phụ cả độc tố nấm mốc, mycotoxin và cả độc tố sinh học như là độc tố vi khuẩn. Và biện pháp khác nữa là có thể xem xét đến việc axit hóa thức ăn để mà tiêu diệt các vi khuẩn có hại ở trong thức ăn và đường tiêu hóa của con vật, bằng cách sử dụng các axit hữu cơ mạch ngắn và mạch trung. Thì cái sản phẩm Samacid Protect Mono nó chứa hỗn hợp cả axit hữu cơ mạch ngắn lẫn mạch trung, cho nên là cái phổ kháng khuẩn của nó rộng hơn và axit hóa đường tiêu hóa giúp cho con thú tiêu hóa đạm tốt hơn.
Ngoài cái việc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật có hại thì anh chị có thể ức chế nó bằng cái cách là bỏ đói chúng, như là cân bằng tốt khẩu phần. Ví dụ như cân bằng dựa theo tỷ lệ axit amin lý tưởng thì lúc đó chúng ta đã cung cấp vừa đủ cái nhu cầu đạm cho con thú, cho nên không bị thừa một miếng nào hết, cho nên là không có thừa protein, cho nên các vi sinh vật có hại không có thể phát triển rồi sản sinh ra cái chất gây hại cho con gà được. Đồng thời anh chị có thể sử dụng các enzyme tiêu hóa, enzyme hỗ trợ tiêu hóa để mà giúp gà tiêu hóa tốt hơn. Để triệt tiêu các chất kháng dưỡng ở trong thức ăn, ở trong nguyên liệu, để giúp gà có thể tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Ví dụ như sản phẩm Hemicell, nó là enzyme beta-mannanase, nó triệt tiêu các yếu tố kháng dưỡng là beta-mannan, giúp cho con gà có thể hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Đồng thời, anh chị có thể tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột của gà bằng cách sử dụng probiotic và prebiotic. Probiotic là các vi khuẩn có lợi mà chúng ta bổ sung vào trong thức ăn để tăng được cái số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột của con gà. Một sản phẩm anh chị có thể xem xét đó là Ecobion. Đây là sản phẩm chứa vi khuẩn là Bacillus amyloliquefaciens. Đây là ngoài những tác dụng có lợi của dòng Bacillus thì cái vi khuẩn này nó còn ức chế, nó còn cắt đứt cái sự liên lạc giữa các vi khuẩn có hại, làm cho những vi khuẩn có hại không thể nhân lên, không thể gây bệnh cho con thú được. Còn về prebiotic đó thì đây là những cái sản phẩm mà nó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển. Thì như là cái đoạn MOS là mono-oligosaccharide, đây là cái đoạn nó kết dính các vi khuẩn có hại và thải ra theo phân. Thì ở trong sản phẩm Immunowon có chứa đoạn MOS này với một tỷ lệ khá là cao, anh chị cũng có thể xem xét. Tiếp theo, cùng với cái việc điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột của gà thì để tăng được sức khỏe đường ruột, chúng ta nên tăng cường miễn dịch đường ruột của gà con bằng cách tăng hàng rào biểu mô ruột. Bởi vì những cái biểu mô ruột ngoài cái vai trò là hấp thu các chất dinh dưỡng thì đây còn làm hàng rào để giúp gà chống lại những tác nhân gây bệnh ở trong đường ruột. Và chúng ta có thể sử dụng các loại acid butyric, acid lactic hay là các nucleotide tự do để làm tăng cái số lượng tế bào biểu mô, giúp tế bào biểu mô khỏe mạnh hơn và phân chia nhanh hơn. Ví dụ như cái sản phẩm Ecobutyrat, nó là sản phẩm chứa acid butyric tự nhiên được vi bọc bằng maltodextrin. Con gà không cần phải sử dụng enzyme lipase để mà phân giải cái vỏ bọc đó. Hoặc là cái sản phẩm Helicet, nó chứa các nucleotide tự do giúp cho gà có thể phân chia cái tế bào nhanh hơn. Đồng thời, chúng ta còn có thể tăng cường đáp ứng miễn dịch của gà con bằng cách sử dụng các cái chế phẩm như là cái chất beta glucan. Đây là cái chất được nghiên cứu là nó có khả năng kích thích đại thực bào, giúp đại thực bào bắt cái mầm bệnh nhanh hơn, nhạy hơn. Và cái beta glucan này nó cũng là một thành phần chính trong cái sản phẩm Immunowell mà em nói hồi nãy. Ngoài ra thì còn có một cái sản phẩm là CLTiva 50. Đây là cái loại kháng sinh nó đặc biệt hơn nhiều loại kháng sinh khác, đó là ngoài cái khả năng kháng khuẩn của nó thì nó còn có khả năng là kích thích đại thực bào, giúp đại thực bào có mặt nhiều hơn ở cái chỗ tổn thương đó để mà bắt được nhiều vi khuẩn hơn. Và em xin tóm tắt lại những cái ý chính, đó là sức khỏe đường ruột là một yếu tố quan trọng cho cái quyết định cái sức khỏe tổng thể của con gà. Thì để tăng sức khỏe đường ruột, chúng ta có thể điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột thông qua là giảm hại khuẩn và tăng lợi khuẩn. Đồng thời chúng ta nên tăng cường miễn dịch đường ruột bằng cách tăng tế bào biểu mô ruột và tăng đáp ứng miễn dịch. Vâng, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích được cho anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Và mọi người hãy nhớ để lại một like, comment và nhớ subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.